đi lên đó là ba bán cơm ba à, bán nay là 50 mấy năm rồi. Tại đó gì ba thích cũng bán, làm gia gì ba thích cái ngày này. Giờ bán là khách ăn đông quá, giờ quen bán hoài tới giờ luôn. Bán nay là 50 mấy năm, 51 năm rồi. Do nó béo với lại nó vừa ăn nó ngon miệng nên khách thích. Nó bé vị béo béo của chả muối. Chả muối là 68 ngàn một chén, nửa chén thì là 34 ngàn. Có nhiều người ăn nguyên chén, tại vì trong chén chả muối nó tới 3 chén rưỡi, 3 chén rưỡi vịt muối lận, nên mình ăn nhiều thì nghe. Nhất là cái quán cơm này là do cái vị quán cơm vừa ăn. Sườn nướng thì nếu mà ăn tại chỗ thì nó mềm, chả cá thì dai ngon, chả muối thì béo, nên khách người ta rất là thích. Mình là quán cơm Tấm Bà Há, địa chỉ 389 Hưng Phú, phường 9, quận 8. Bán từ 4 giờ đến 7 giờ rưỡi tối. Hàng cơm mình có tổng cộng là gần 10 món. Có heo quay hộp vịt, sườn, mì, chả, chả cá, chả muối, canh hủ qua với lạc xưởng. Đặc biệt là chả trứng muối với chả cá. Giá sườn là 40 ngàn một dĩa, còn chả cá cũng 40, chả muối cũng 40, bì chả thì 35, còn sườn bì chả thì 62 ngàn. Hệ thống mì trộn Bắc Kinh 2 của mình hoạt động gần 2 năm. Các món chủ đạo cũng là mì trộn về gà, xá xíu, pha lấu, bò viên và một số loại topping đi kèm. Tóp mỡ và tỏi phi thì bên mình sẽ thực hiện tại quán cùng với cái cách chế biến rất là kỹ, như là tỏi phi và tóp mỡ sau khi mình sơ chế xong bên mình sẽ phơi nắng ít nhất là một nắng và thêm gia vị ở trong cái phần tóp mỡ thì nó sẽ ngon, đậm vị hơn. Bên mình đang nhập gà trực tiếp từ những công ty hàng đầu về cung cấp thực phẩm và tất cả đều có giấy tờ về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chào quý vị và các bạn, mình tên là Luân, mình đang là quản lý và điều hành hệ thống mì trộn Bắc Kim Thang. Mì trộn Bắc Kim Thang thì cái tên á là pha lẫn giữa văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam. Nói về mì trộn thì người ta sẽ nghĩ ngay tới Hàn Quốc vì họ dùng rất nhiều mì trộn. Bắc Kim Thang á là một cái bài hát gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Do đó mình đặt cái tên này để dễ nhớ tới quán mình hơn. Tại menu quán đang có 8 món mì trộn, gồm mì đùi gà mắm tỏi, mì xá xíu, mì phá lấu, mì bò viên, mì trứng cút, mì ba chỉ thường hạn và mì sườn gà. Giá dao động bên mình là khoảng từ 39.000 cho tới 65.000. Đùi gà bên mình sau khi chiên giòn mình sẽ dùng sốt mắm tỏi để cho thấm vị hơn. Tóp mắm tỏi bên mình là được chế biến theo công thức riêng, thì nó có ngọt ngọt và mặn mặn, thì nó sẽ phù hợp với lại gà mắm tỏi, khi mà nhúng qua sốt đó nó sẽ đậm vị hơn. Xá xíu pha lấu thì bên quán mình là làm trực tiếp tại quán để đảm bảo chất lượng, và xá xíu thì bên mình sẽ tẩm ướp gia vị ít nhất là 4 tiếng đồng hồ. Sau đó mình sẽ khuyền rất kỹ để xá xíu được thấm vị đậm đà hơn. Pha lấu mình cũng chế biến theo tương tự như vậy. Bestseller là món mì đặc biệt gồm đầy đủ tất cả topping, và mỗi suất mì như vậy mình điều tặng một phần canh súp bò viên nhỏ theo kèm. Món thứ hai là món trộn ba chỉ thường hạn. Bò Mỹ bên mình là nhập từ công ty chuyên về cung cấp thực phẩm, có đầy đủ giấy tờ, cũng như là khi chế biến bên mình
áp chảo cùng với cái sốt thượng hạng của quán, đem lại cái món bài chỉ thượng hạng rất là ngon và đặc biệt. Hệ thống mì trộn Bắc Kim Thang đang liên kết với các hãng giao hàng như GrabFood, Now, Baymin, GoFood và Logic. Ngoài ra cũng có nhận đặt hàng qua số hotline là 0938 909092. Hiện tại thì quán đang có chương trình giảm 20% khi khách hàng mua tại quán. Bên mình cũng có rất nhiều khuyến mại ở trên app từ 15% cho tới 35%. Nếu các bạn chưa ăn thử mì trộn Bắc Kim Thang thì có thể đặt ủng hộ tụi mình. Các bạn nào đã ăn rồi á thì hãy share cũng như là giới thiệu tới bạn bè, gia đình của mình để mọi người cùng biết tới mì trộn Bắc Kim Thang nữa nhé.